Các em ơi, chúng ta sẽ vào chữa tiếp cái phần câu 47, 48 nhé. Thì đang chữa dở thì do cái lưu lượng video trên điện thoại nó chỉ lưu được 25 phút một cái video. Do vậy là nó bị mất. Do vậy thầy phải vào chữa lại. Chúng ta cùng bắt đầu lại. Thầy đang ở cái câu 47. Họ dung dịch nào sau đây không làm đổi máu quỷ tím ấy. Đây là câu tổng quát thôi, tổng quát của nó đó là thì mình nhớ lại cho thành sau, đó là HCl thì màu đỏ, NaOH thì xanh. Đây là amin thì có màu xanh nhỉ, đúng không nhỉ? Và nhóm CH3 làm tăng tính bazơ, hai nhóm CH3 thì nó sẽ là tính bazơ mạnh lên và nó vẫn xanh thôi, nhưng mà thằng bazơ là sẽ mạnh hơn thằng này. Còn thằng này là amino acid thì nó có một nhóm NH2, một nhóm COH thì nó sẽ không đổi màu. Vì cái nhóm NH2 là đặc trưng tính bazơ, cái này nhóm đặc trưng cho tính acid. Hai nhóm axit một bazơ thì sẽ mang tính axit sẽ thành màu đỏ. Hai nhóm bazơ một nhóm axit thì sẽ thành màu xanh, các em hiểu không ạ? Do vậy cái chuyện xanh hay đỏ là phụ thuộc vào cái nào nhiều hơn cái nào. NH2 mà nhiều hơn COH thì nó sẽ mang tính bazơ và sẽ có màu xanh. Và COH mà nhiều hơn cái NH2 thì sẽ mang tính axit thì nó sẽ có màu đỏ. Đó. Chúng ta sẽ xong câu 47 nhá. Do vậy ở đáp án này em khoanh là D đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang câu 48. Chúng ta chuyển sang câu 48 nhá. Ở đây là thầy bị lỗi thầy quay ở đây nhưng mà nó không lưu lại, không phải là thầy viết sẵn ra trước đâu. Câu 48 ở những cái câu liên quan câu chất khí thì câu chất khí có thể nó sẽ thi vào những câu sau này. Thứ nhất là những cái khí nào gây hiệu ứng nhà kính thì em phải nhớ qua hiệu ứng nhà kính là cái hiệu ứng mà cái nhà kính người ta giữ được nhiệt ý. Ở các nước Bắc Âu thời tiết rất là lạnh, người ta nhà kính người ta sẽ dùng để trồng rau củ quả hoa màu gì đó thì trong nhà kính thì ban ngày có thể ánh sáng mặt trời sẽ giữ được nhiệt và như vậy cây cối sẽ phát triển được, không có thời tiết đêm nó lạnh lắm và cây cối sẽ thui chột không phát triển được. Do vậy là người ta trồng những cái cây rau màu trong nhà kính. Và cái chất gây hiệu ứng nhà kính là đó là chất khí mà giữ được nhiệt, cái chất khí giữ được nhiệt và nó sẽ làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên. Đó là các khí CH4 này, CO2 này, đó là các khí mà mình đốt mình thải ra, thêm cái ozone này, đấy, được chưa? Không có oxy đâu nha các em nhé, oxy dùng để thở mà gây ứng nhà kính thì mà chết à? Ok, thế thì bây giờ quay lại cái tiếp tục chất khí, người ta hỏi là chất khí nào gây mưa axit thì có NO2 thì gây mưa axit H2O3 là SO2 thì có thể mưa axit sulfuric. Đấy. Chất khí người ta hỏi một câu nữa có thể là đốt than tổ ong thì ra cái khí nào gây ngộ độc chết người? Thì đó là khí CO em nha, vì CO rất háo oxy, sẽ hút hết oxy trong không khí và con người sẽ không có oxy để thở dẫn đến tử vong thôi. Quay trở lại câu 48, người ta hỏi là cái chất mà duy trì sự cháy để đốt nhiên liệu ấy không thể là CO2 được, không thể là CL2 được. CL2 là cái khí độc, đó là nước thường trong dùng để tẩy rửa và trong cái nước sinh hoạt của mình có clo sát trùng ấy. Và cái nước này mà các em mà nuôi cá thì cá rất dễ chết. Do vậy để thay bể cá thì các em phải để cái nước máy ra ngoài hạ khoảng 1-2 ngày các em bắt đầu mới thay cho cá. Thế còn các bạn cẩn thận hơn thì các bạn có thể là chỉ thay nửa bể nước thôi, đừng có thay hết cả bể cho cá nó dễ thích nghi. Rồi, nitơ có trong không khí chiếm 80% thể tích không khí rồi. Khí này thì không duy trì sự cháy nhưng mà có rất nhiều trong không khí. Thì nếu mà dùng để đốt thì có mà thoải mái thì cả trái đất nó sẽ nổ, sẽ đốt được luôn. Vì quá nhiều khí nitơ thì không độc. Do vậy là không thể nitơ được, đáp án phải là CH4. Ok, được chưa ạ? Chúng ta chuyển sang câu 49 nhá, lỗi thầy quay nó không lưu được. Thế bây giờ hơi bây giờ thầy đang phải quay lại. Thầy phải dùng sang một cái tờ khác. Chúng ta chuyển sang câu 49. Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Chúng ta ôn lại qua điều chế những kim loại tí nhá. Điều chế kim loại có những cách sau, có bốn thử có bốn cách này. Kim loại mạnh hay chủ yếu là kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ. Và thêm cái nhôm nữa thì sẽ là điện phân nóng chảy. Đây thầy viết điện phân nóng chảy. Cách thứ nhất là điện phân nóng chảy. Rồi. Cách thứ hai đó là có thể là điện nhiệt luyện hay là gọi là phương pháp khô. Nhiệt thì bao giờ chẳng khô, như kiểu sông khô ấy thì chủ yếu điều chế hai kim loại là Fe và Cu. Người ta sẽ dùng H2 này, C carbon này, CO này và thậm chí là Al cộng những cái oxit sắt có thể là FeXOe.
tức là FeO, F23, F34 đều được. Cộng CuO thì sẽ ra là Fe và Cu sẽ fix sẵn, được cố định sẵn. Đối với nếu mà H2 thì cộng vào thì sẽ là ra nước. Đối với carbon thì carbon sẽ lấy oxy ở đây là sẽ ra là CO. Đối với CO thì sản phẩm sinh ra CO2. Đối với Al thì nó sẽ sinh ra Al2O3, được chưa ạ? Phần nhiệt luyện. Nhiệt luyện thì điều chế những kim loại trung bình chủ yếu là Fe và Cu rồi. Thì tiếp theo đó là cách thứ ba. Cách thứ ba là thủy luyện. Thủy luyện thì gọi là trung bình yếu. Trung bình yếu và phương pháp ướt, thủy là nước mà. Bản chất là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối, ví dụ như là Fe cộng CuCl2 ra FeCl2 cộng Cu. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối. Rồi. Và cách thứ tư đó là địa phân dung dịch. Địa phân dung dịch là điều chế kim loại trung bình yếu. Trung bình yếu. Thì lấy ví dụ, địa phân dung dịch không thể điều chế kim loại mạnh được nha em nhá. Điều chế kim loại mạnh chỉ có địa phân nóng chảy thôi. Thì ví dụ như là CuSO4 cộng nước. Địa phân dung dịch sẽ ra là Cu cộng H2SO4 cộng oxy à, ví dụ thế, điều chế những kim loại yếu. Xong rồi nhá, câu 49 như vậy. Phương pháp thủy luyện Ca chỉ có địa phân nóng chảy, natri địa phân nóng chảy. Đối với kim loại kiềm và kiềm thổ phải địa phân nóng chảy 12 halogen nhé, ví dụ như là CaCl2, NaCl, MgCl2. Nhưng mà đối với nhôm thì chỉ là phải là Al2O3 địa phân nóng chảy các em nhé, địa phân nóng chảy thì sẽ ra là Al cộng oxy. Đó. Thế như vậy đáp án câu này phải đáp án D, Cu rồi. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối, ví dụ như là Fe cộng CuCl2 ra FeCl2 cộng Cu. Đấy các em nha. Đó. Chúng ta chuyển sang câu 50. Câu 50 chúng ta sẽ ôn các loại axit béo, bốn axit béo phải nhớ. Bốn axit béo C17H35, C17H33, C17H31 và C15H31. Để ý ba thằng này đều có chung là 17. Do vậy nó có 7 tiếng Anh là 7, do vậy là nó sẽ có những âm stearic này, oleic này, linoleic này, thầy là palmitic này. Rồi, thằng này sẽ chỉ có một nối đơn CnH2n cộng 1. Thằng này là CnH2n trừ 1, nó sẽ có nối đôi. Thằng này CnH2n 2n trừ 3. Nó có hai nối đôi. Thằng này chỉ có nối đơn thôi. Ok. Đi thi hỏi rất đơn giản. Đâu là oleic? Nếu mà nó cho bốn thằng này hỏi thì nó mới khó. Tự nhiên cho một thằng này với ba ông lạc lõng, ba ông không béo một tí nào, đây là ông axit béo, ba ông còn lại không béo một tí nào thì chọn ông béo thì quá đơn giản. Tự nhiên thấy nó bây giờ bốn ông cùng béo, chọn tên một ông béo tức là oleic thì nó mới khó chứ. Một ông béo, ba ông gầy thì quá đơn giản. Axit, nhiều bạn đã hỏi axit béo là gì hả thầy? Axit béo là axit có khối lượng phân tử rất lớn, C17H35 mà, C17H33 mà, lớn lắm. Và đều đơn trước thôi, đều chỉ có một nhóm COH thôi. Câu 51 tơ sợi. Câu 51 tơ sợi các bạn thì có ba loại nhá. Câu này không khó đâu. Nghĩ là học đơn giản thôi, đừng học hết. Bây giờ đi học tơ ni trông là gì, tơ carbon là gì là thua đấy, là đi thi chỉ có trượt thôi. Và được ba loại, học một tí học một dòng thôi là ra. Thứ nhất là thiên nhiên. Loại thứ hai đó là bán tổng hợp. Bán tổng hợp hay gọi là nhân tạo. Bán tổng hợp với cả nhân tạo là một nhá. Và thứ ba là tổng hợp. Thì đối với thiên nhiên thì thôi thì không phải học nhá. Sợi bông, sợi đay, tơ tằm, cái đơn giản hiểu rồi. Bán tổng hợp thì hay là nhân tạo chỉ phải nhớ cái này thôi. Thứ nhất là phải có đuôi dơ. Thứ hai là phải có đuôi vít cô. Vít cô rồi. Còn lại tổng hợp thì là còn lại. Đấy. Tóm lại chỉ học mỗi thằng này. Ngày xưa thầy dạy thầy hay bảo là những cái gì dơ bẩn thì phải dùng bột giặt Viso. Ngày xưa có loại ba loại bột giặt thôi, đó là Omo này, Tide này và Viso này. Thì đây là ba loại bột giặt hay hay dùng. Đấy. Thì dơ bẩn thì chúng ta dùng Viso nhá. Thế là chúng ta nhớ cái Vitco. Đấy. Thế về tơ nhân tạo, tức là bán tổng hợp chỉ có đuôi dơ là nhìn dơ đi. Đấy, ta sẽ khoanh được B. Đáp án đi thi người ta sẽ cháo đi, có thể cellulose diacetate, cellulose chinichat, cellulose gì đó, nhưng mà cứ có đuôi dơ là phải khoanh ngay, đó là tơ nhân tạo. Không học thằng Caprông nhá.
Không học Nghi Châu làm gì cho mất thời gian em nhá. Ok. Câu 52. Dung dịch nào sau đây hòa tan được AlOH 3 lần? À, chắc chắn là NaOH rồi. AlOH 3 lần với cả Al và Al2O3 là lưỡng tính. Lưỡng tính là gì? Vừa tác dụng được với axit và vừa tác dụng với kiềm thì lưỡng tính. Ok, xong nhá. Phải này dễ. Thầy chả viết. Viết biểu diễn qua tí cho các bạn nhìn này. AlOH 3 lần cộng với NaOH thì dạy ra là NaAlO2 cộng với hai nước. Ok, xong ạ. Giờ chuyển sang câu 53. Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo chất khí? Thì các bạn nhớ lại cho thầy đó là gì nhỉ? Có trường hợp duy nhất là muối tác dụng với kiềm thì sẽ ra khí. Đó là trường hợp ví dụ như là NH4 Cl cộng NaOH thì sẽ ra là NaCl. Đây cái Na sẽ tách ra tính với Cl, còn lại NH4OH tính vào. NH4OH tính vào. Nhưng mà NH4OH thì không tồn tại, ngay lập tức phân ly ra NH3 cộng nước. Và NH3 thì là khí rồi, khí có amoniac cũng 12. Do vậy tương tự này chúng ta sẽ khoanh thành đáp án C. Chúng ta chuyển sang câu 54. 54 là phản ứng thủy phân este. Nhớ cho thầy đó là RCOR phải là este, có H là thủy phân cộng HOH trong môi trường H cộng axit là phản ứng hai chiều. Sẽ ra RCOH cộng R phải OH sẽ ra hai cái chất ban đầu là axit và rượu. Loại phản ứng thủy phân thứ hai là RCOR phải cộng với NaOH chỉ là một chiều thôi, hay gọi là xà phòng hóa thủy phân trong môi trường kiềm, RCONa cộng R-OH. Và ở đây người ta gọi là natri acetat, như vậy là CH3CONa, dễ dàng khoanh là C. Vì chỉ có mỗi gốc axit là CH3, ba thằng này CH5, đây là HCO, đây là HCO, không thể. Câu 55, đây là lớp 11 về hydrocarbon. Phải nhớ đó nhất là đó là alkan HC. Alkan thì đó là đốt thì là ra cái N nước thì luôn lớn hơn NCO2 và N alkan thì bằng N nước trừ NCO2 nha các em. Tiếp theo đó là alkan thì chỉ có liên kết đơn thôi, alken thì là có nối đôi thì nó sẽ làm mất màu nước bro, mất màu cam và NO4 này, vân vân. Và cuối cùng là ankin. Ankin thì người ta bảo tất cả có phản ứng thế ion Ag cộng ra kết tủa vàng, nhưng mà không phải ankin nào cũng có. Ankin ví dụ như thằng ankin như này, ankin có nối ba như này thì nó không thể là thế ion Ag cộng ra kết tủa vàng được, vì nó không có một cái tí H nào ở đây ở nối ba cả, chỉ có một thằng kiểu như thế này. À, ví dụ như thế này thì mới có, chứ không phải ankin nào cũng thế ion Ag cộng. Rồi. Thế như vậy là quay trở lại bài này, sinh ra hydrocarbon làm nhạt màu dung CaMNO4 thì chắc là có nối đôi hoặc nối ba thôi, nhưng mà khả năng cao thằng này. Và mình nhìn qua đáp án thì có điều kiện là H2SO4 đặc. H2SO4 đặc là để tách nước và nó rất háo nước. Sở dĩ đi tạt axit người ta phải dùng H2SO4 đặc vì nó rất háo nước, nó sẽ ăn hết nước ở trên da làm da bị bỏng, bị biến dạng. Do vậy là alken chắc chắn là phải là alken rồi, và CH5OH chính là cái rượu H2SCO4 đặc thì ra C2H4 cộng nước. Đáp án phải là ancol ethylic. Ok, xong nha. Câu 56. Người ta hỏi là amino acid, người ta tóm lại xác định cái N này cái gì mà H2N, cái nhóm amino thì nó mới tác dụng với acid, nhóm COH thì tác dụng với kiềm. CnH2n bài này thực tại không cần phải động bút để giải vì nhìn thấy lớp 7,5 rồi, quá quen thuộc, thằng này là glycine rồi, mà thôi viết vào cho nó vui. Cộng HCl thì như vậy là HCl sẽ cộng vào NH2, em sẽ được là NH3ClCnH2nCOH thì giữ nguyên. Các em nhìn qua một chút là nó độ tăng giảm khối lượng ở đây 7,5 lên 11,5 là do HCl này cộng vào. Thế như vậy là em đến 11,15 chia 7,5 đi, xem ra được số mol HCl. Em sẽ tính ra được là như là trừ đi là được sẽ là 3,11,15 trừ đi là 3,65 thì phải. Chia cho 36,5 đâu đó em ra được 0,1. Và như vậy là em sẽ suy ra thằng này là 0,1. Em lấy 7,5 chia 0,1 xem m lớn của thằng x này là bằng 75. 75 em tìm dễ dàng tìm được cái n này bằng 1. Và suy ra là glycine. Đấy. Glycine như vậy số H, người ta hỏi là số H trong X. Như vậy ở đây là CH2 đúng không ạ? Như vậy H2 cộng H2 đều 4, cộng 1 đây là 5, chưa có 5H.
sẽ khoanh được đáp án B. Điều giản đơn, rất đơn giản. Xong nhá. Em chuyển sang câu 57. Câu 57 là đối với những phần saccharide ấy, phải nhớ được, ví dụ như là glucose thì sẽ có nhóm CHO này, fructose thì không này, nhưng mà fructose ở trong môi trường kiềm sẽ chuyển hóa được sang thành glucose này. Để phân biệt được thằng glu và phúc thì chúng ta phải dùng brom này, hai thằng này khác biệt nhau phải dùng brom để phân biệt này. Thằng glucose có nhóm CHO sẵn thì nó sẽ làm mất màu nước brom, mà thằng fructose thì không này. Thế còn cái viết phương trình này thì quá đơn giản rồi, glu trắng bạc thì sẽ ra hai bạc này, số mol bạc em đâu đó là hình như là em lấy 21,6, 21,6 chia 108 đi, xong rồi em quy ra được số mol glu là bao nhiêu này, và đâu đó em tìm ra được có được số mol này, CM thì bằng N trên V này, CM đầu bài cho là biết là bằng A này, N này như là em cũng tính ra được là 0,1 này, thầy không có máy tính nhưng mà thầy làm giải bài này rồi. Và cái A, cái V này 100ml đổi ra 0,1 này. Đây là cái 21,6 chia 108 này, sau đó các em phải chia cho 2 nữa thì cái này như em ra được là 0,1. Đấy. Được chưa ạ? Thì em cái gì ra được A bằng 1 thì phải. Hình như là A. Thứ nhất mày thầy quên máy tính, thế nó mới đều chứ. Thế nên mình tính ở trường. Xong rồi này. Ra còn 10 phút nữa là phải xong kết thúc. Câu 58 thứ nhất là cho đây thu được mũi sắp 3 sau khi kết thúc phản ứng. Cái này thì giống như thầy vừa nói rồi. Đó là Fe cộng Cl2 thì ra FeCl3 luôn. Đố buổi thì đã nói rồi. Câu 59 thì nghĩa nào ăn mòn điện hóa. Đối với ăn mòn điện hóa phải nhớ như sau này. Nếu ăn mòn thì có hai loại. Thứ nhất là ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. Hóa học tức là xảy ra phản ứng tương bừng luôn. Ví dụ như Fe cộng HCl thì ra FeCl2 cộng H2. Ví dụ là Fe như vậy là sẽ bị ăn mòn rồi, ăn mòn hóa học rồi, phải có phản ứng xảy ra rồi. Còn điện hóa học là tự sinh ra dòng điện và thường có dung dịch chất điện ly, có một cái dung dịch chất điện ly và có sinh ra dòng điện. Thế mà mình đi xem thôi, không phải là xảy ra phản ứng thì nó sẽ là ăn mòn điện hóa học. Ở đây rõ ràng là em chỉ có được đáp án B thôi, vì A là Mg tác dụng với oxy là phản ứng tương bừng rồi, Fe tác dụng với HCl, Cu tác dụng với HNO3 rồi, như vậy chỉ có B là điện hóa học thôi. Thế còn đối với điện hóa học còn cái chuyện là tàu thủy, có cái câu là tàu thủy đi thì phải gắn cái gì để chống em mòn, thì tàu thủy là bằng sắt thì phải gắn những cái kim loại mạnh hơn sắt, có thể là Zn đứng trước hoặc có thể là chrome. Do vậy mình nhớ cái câu 21 lê lai, 22 lê lợi, tức là lê lai ngày xưa là hy sinh đóng thế lê lợi, sau này lê lợi chết ngày 22 thì nhớ công lê lai thì ban chiếu là cứ 21 thì phải làm lễ lê lai trước. Thì tóm lại là cái ông hy sinh trước, thì ông hy sinh trước thường là mạnh đứng trước, mạnh hơn cái ông mà dễ bị ăn mòn. Ví dụ tàu thủy bằng sắt thì những cái cắn vào phải là kẽm hoặc là chrome đứng trước. Ok, chúng ta nhớ lại thì tự nó Zn, chrome và Fe. Nhiều bạn hỏi là em gắn natri kali được không? Không được, vì nó kim loại kiềm thổ tan ngay trong nước rồi, sao gắn được. Câu 60 nhá, 60 dễ rồi này. Al có oxy ra Al2O3, như vậy kiến thức quá đơn giản. 10,2 m lớn của Al2O3 102, 10,2 chia là 0,1. 0,1 đây suy ra đơn là 0,1 nhân 2 là 0,2. 0,2 nhân 54, siêu nhân 27, 5,4. Xong rồi nha. Câu 61. Lại tơ sợi này. Amylose cấu trúc mạch phân nhánh, cái này sai rồi luôn, thầy vừa nói tinh bột có hai dạng amylose và amylopectin. Pectin là phân nhánh. Tơ vít cô vậy, tơ tổng hợp sai, thầy vít cô thầy bảo là nhân tạo. Nhân tạo là có đuôi vít cô và đuôi dơ. Đó. Tơ tằm thuộc lại tơ nhân tạo, sai nốt, vân vân. Polyvinin, cái này đúng rồi. Polyvinin cứ có poly rồi phải từ phản ứng trung hợp. P là viết tắt từ poly. PVC. Polyvinin có rua CH2 nối đôi CHCl, trường hợp thằng là len. CH2 CHCl tất cả N lần. Polyvinin có rua. Ok, xong nha. Đây là tên thầy này. Các bạn muốn học thầy thì có thể đây là thông tin các bạn học. Đây là đề mã đề 201 năm 2019 này. Tinh thể chất
Rắn ích không màu vị ngọt dễ tan trong nước, ích nhiều trong mật ong. À cái này rất hay hỏi này. Lưu ý này, glu và fruit này chỉ có cho ong và nho này, đối diện ong và nho này. Xác thì có trong ba cái, nhất là củ cải này, thốt nốt này và mía này, không chạy đâu được. Ích có nhiều trong mật ong, do vậy ích không thể là xác được. Ích không thể là xác được rồi. Người ta hỏi tên gọi của ích và y lần lượt là không thể là xác được. Ích có thể glu và có thể ích là fruit, nhưng mà người ta bảo gì? X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Như vậy Y bắt buộc phải là xác rồi. Xác là disaccharide mà, thì phải thủy phân xác rồi, không thể thủy phân fructose được. Do vậy đáp án D. Glu và fructose đều là mono, hai thằng ngang hàng nhau, làm sao thủy phân được. Xong rồi nhá. Như vậy các em phải nhớ được những cái chất glu và fructose có trong ong và nho. Xác thì ba cái, củ cải, thốt nốt, mía. À. Câu số 3. Phát biểu nào sai đúng? Dimethylamine là phải có hai nhóm CH3 cơ thì gọi dimethylamine, không thể là A được. Glycin là hợp chất có tính lưỡng tính, glycin là phải nhớ NH2 CH2 COOH có một nhóm NH2 một nhóm CH, B là đúng rồi. Rồi, chúng ta phải nhớ được cái chất glycin là gì. Do vậy ở cái dạng này các em phải ôn cho thầy là glycin công thức là như thế nào, alanin thì công thức như thế nào, alinin cũng phải ôn qua công thức, không có lại nhầm ala và ali đấy. Tranh thủ dở sách ra đối với các bạn chuẩn bị thi rồi nên ngắm qua này một tí. Valin công thức như thế nào? Rồi hai thằng kia đó là acid glutamic và lysine thì không phải nhớ công thức của nó đâu, chỉ nhớ là lysine cho quỳ tím sẽ có màu xanh và acid glutamic thì màu quý tí màu đỏ và muối mono glutamate thì sẽ được làm mì chính. Rồi. Câu 64. Câu này dễ rồi nhá. Đây phương pháp lại thủy luyện này, điều chế Cu này. Fe cộng CuSO4 thì ra FeSO4 cộng với Cu này. Các em sẽ được 19,2 chia 64 này. Sau em suy ngược lại ra đây là được, sau đó nhân 156 này. 19,2 chia 64 nhân 56 ở máy tính thì ra kết quả thôi. Thầy thử ấn một tí nhá, đợi thầy nhá, thầy dùng điện thoại thì ấn vậy. Thôi cái này các em ấn hộ thầy nhá. Thầy đến đây con này mà không biết làm nữa thì thôi. Ok. Rồi sau các em khoanh nốt đáp án cho thầy. Cái này dễ rồi. Thế bây giờ như vậy cái phần 1 buổi 1 chữa phần 6 cộng, hết phần 1 lấy 6 cộng rồi nhá. Mọi thứ rất là đơn giản, thầy đã ôn lại rồi. Các em hãy xem tìm phần 2 lấy 8 cộng nhé. 8 cộng nhé, thầy sẽ có video phần 2 lấy 8 cộng và phân tích cho các em. Các bạn ở Hà Nội có thể đăng ký học ở thầy tại quận Hai Bà Trưng nhé. Các bạn ở Thăng Long, Việt Đức, Trần Nhân Tông, Trần Phú, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hàm Chui, Kim Liên.